Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Cuốn video này chúng ta cùng nhau giao lưu với một vườn mộc hương rất là đẹp và cũng là một trong số những mùa vườn mộc hương lớn của khu vực huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội. Đó là vườn mộc hương của anh Điệp, chúng ta vẫn hay thường gọi là anh Điệp Nát. Vâng. Tôi có hỏi tại sao gọi là Điệp Nát thì anh có nói là cháu nát rượu. Thế thì vậy là nát quá rồi đấy. Vườn cây mộc hương. Và đây là địa chỉ và số điện thoại của vườn cây mộc hương. Địa chỉ tại cụm 2 Vân Phúc, Phúc Thọ, Hà Nội. Điện thoại để liên hệ anh Điệp, Zalo 0948 322 226. Facebook cũng là Điệp Mộc Hương. Đấy, để chúng ta tiện việc giao lưu nhé. Và phía dưới kia là vườn mộc hương của anh Điệp đây. Tôi quay cái thời tiết bây giờ là 6 giờ sáng ngày 20 tháng 10, cho nên là hiện tượng mây mù cũng tương đối nhiều. Chúng ta cũng có ít nhiều cũng ảnh hưởng một chút. Vâng, mời các bạn chúng ta cùng nhau vào tham quan. Đây là khu vườn mộc hương của anh Điệp. Vâng, với một cây mộc đầu tiên chúng ta cùng nhau chia sẻ, đó là một cây mộc hai thân. Vâng, trước ống kính chúng ta là anh Điệp Nát. Nhưng mà bây giờ anh có nát không đấy? Không, hết rồi. Hết nát rồi à? Đang hoa đấy. Cái tức là cái chỗ gốc này, hai thân gốc này là 70, cái đoạn đo quanh gốc này, cái vị trí quanh của hai cái gốc này trụ vào nhau đấy. Vâng, là 70. Là vanh 70 à? Vanh 70. Hai cây rất già nhỉ. Vâng. Đẹp quá. Chỉ trong vòng khoảng độ 10 ngày nữa là hoa mộc rực rỡ đấy anh ạ. Vâng, đang bắt đầu. Mấy cây ở trên nhà tôi là đang có chúm nụ hết rồi. Đây có hoa. À có rồi, đây điểm nhưng mà nó chưa rộ. 10 ngày nữa, 10 đến 15 ngày nữa thì thơm ngát luôn và trắng trên cây luôn. Bây giờ đứng đây đã thơm rồi nhưng mà nó chưa dậy lắm bởi vì nó còn ít bông. Cái chậu này phải đến 1m2 ấy nhỉ? Đó, chậu này là 2m, 2m. À, chiều 1m, 2m, 2m nhỉ? Ôi ôi, thế này thì tha hồ mà dưỡng chất. Đất rất khỏe, rất nhiều đất. Con này phải biệt trụ to để này. Nó cao lên tới ngọn phải 6m. Chiều cao từ mặt chậu lên đến đỉnh ngọn là 6m. Vâng. Tán cũng khá rộng nhỉ? Mà dăm rất dày. Những cây mộc ta, mộc quê nó hay ở cái chỗ đấy. Mộc thì hoa nó ra cả ở thân. Rồi. Tất cả các cái chi thân đều ra hết. Vâng, nó ra thân nhiều. Lộc thì đỏ tía ra, đẹp không? Vâng, có số điện thoại của anh Điệp Nát rồi thì chúng ta cứ tìm đến cụm 2 Vân Phúc, Phúc Thọ, Hà Nội. Với những cây mộc, từ những cây lớn, cây khủng cho đến những cây bonsai, chúng ta có thể lựa chọn được. Vâng, bây giờ chúng ta cùng nhau đi vào khu vườn chính này. Vừa rồi có một số anh em cứ điện đến hoặc nhắn tin cho Đỗ Sinh hỏi là sau dịp này bác không hay quay mộc nữa đấy. Thì tôi nói là một thời gian nữa. Bởi vì vừa rồi thứ nhất là dịch bệnh, thứ hai là mưa suốt trong 10 ngày vừa rồi, mưa suốt. Cho nên tôi cũng không... Vanh 62. Cây này là vanh ở vị trí nào? À, được rồi. Vị trí vanh đó là 62 này. Lên 3 thân này. 3 thân này. Các bạn thoát tới đây là rồi. 3 thân trước.
Vâng, cái quê Phúc Thọ luôn. Cái bể thế này đẹp quá nhỉ. Dễ nó chảy ra các phía. Đặc biệt. Thần tháng tư. Nhìn thân rất là nuột nà, không có một cái vết gì hết. Tuyệt vời quá. À, chúng ta nhìn thấy tất cả các anh bao tôn và om di chuyển dễ. Để giữ được cái bầu đất luôn ẩm, dưới đã bắn rễ. À, trong bầu đất là cái lưới mắt cáo. À, ép chặt có thể chúng ta di chuyển hàng trăm cây số. Sau đó lại hạ xuống thì lúc chúng ta mua về là trồng cố định thì lúc đấy mới tính sau. Còn đây chỉ là khu vực anh ươm thôi. Đẹp quá nhỉ. Đây, chúng ta đến với một cây mộc bonsai đã nè. Anh để trên cái bể nước mưa mọi ngày đấy. Bể cũ đây. Bể cũ đấy. Bể này chắc phải từ năm 60. Cái 65 là cùng rồi. Là mua về là người ta đã trồng cái bể này rồi. À, tức là nguyên bản của chủ cũ đấy. Vâng. Cả bể cả cây luôn. Cây luôn. À. Này là vanh 27 phát 70. Vanh vị trí nào 27? Chỗ đấy à? Được rồi. Còn cái banh gốc này to lắm. Vâng, phát lên trên này là 70 này. 70. Dăm dày cốt chậu. Ờ, những cây tầm này tầm trung rồi, không phải là nhỏ đâu. Vâng. Tầm trung. Nó tầm trung thôi. Tán này rộng khoảng 2 mét 2 mét. Ừ. Cao lắm. Đây, tầm nhỏ thì phải nói đến cây này thì gọi là tầm nhỏ này. Đấy, cây bonsai rất tuyệt vời nhá. Mà anh Điệp, anh Uấn, anh làm tán trông như là những cây tùng luôn này. Đúng là dáng tùng. Đúng là dáng tùng luôn nhá. Đẹp không? Đáng trực. Ôi giời, cái gốc hay quá nhỉ. Gốc như quần thụ. Quá tuyệt vời. Như cái cây rong, rong cái cây mà bé bé bonsai nhỏ nhỏ này thì giá khoảng bao nhiêu anh? 20 triệu. Như cây này là 20 triệu. Vâng. Và cái chậu đẹp thế nhỉ, chậu đắp nổi. Chậu này 2 triệu. Chậu 2 triệu. Đắp nổi đẹp quá. Chậu này chậu hình như tứ linh ấy. Tứ linh. Đúng rồi. Chậu 2, tứ linh. Long ly quy phụng này. Bên này là phượng này. Chậu tứ linh quá đẹp. Và ngắm ở xa xa tôi thấy có một cái cây mộc, cái điểm cái bệ rễ của nó tuyệt vời quá này các bác. Này, đây là vanh 50, phát 50. Vanh gốc là 50 à? Vâng, phát 50. Và thoát thân lên 50. Đứng xa tôi ngắm cái bệ này quá đẹp. Đẹp không? Dễ nó ra đều không? Thoát thân lên 50 xong lên khoảng độ 7-8 phân đến 10 phân của hai nhánh lại chia đôi nữa. Thì trở thành tổng thể là 4 nhánh rõ đều nhau về 4 phía này. Tán đều. Đấy. Thế còn lên tán thì chúng ta quan sát nha. Đưa ra các phía... như một cái ô luôn. Vâng, bây giờ tôi hỏi anh cái cây mộc trong vườn anh, số cây mộc nhiều như này nhưng mà cây nào là giá trị cao nhất? Cây nếu bán ấy, tức là nhiều tiền nhất. Cây nhiều tiền nhất. Vâng, để đến xem cái cây đấy xem. Đây. Cái này nó là vanh 65 bé nhất. Vị trí nào? Chỗ bé nhất. Chỗ nhỏ nhất trên đấy. Trên à đấy. À, đã là 65. Làm đây nó bên gạch nó vân gạch 20 thì nó là hơn 20. Đúng rồi, 65 là 22 rồi. Đấy. Nó hơn 20.
22 là 66. 6 đo là đo chỗ bé nhất này chứ không đo chỗ bệ dễ gì cả. Ừ. Đo chỗ bé nhất. Thoát được khoảng 25 30 phân. Tuyệt vời quá. Lên 3 cành thành 6. Ok rồi. 3 cành to. Thoát thân lên 3 nhánh, 3 nhánh xong mỗi nhánh lại chia đôi thành 6 nhánh. Vâng, thân thủ to. Tán to. Ui giời ơi, dằm nó dày này. Vâng. Con này mộc cổ nó dày. Mộc cổ, mộc già nó bây, dày. Bây giờ thì kiếm những cái mộc như này hiếm. Giá nó cao. Soi lên nhìn nó dày rít rít ra luôn. Bắt đầu đang nổi nốt sần màu trắng nụ hoa rồi. 10-15 ngày nữa thì rực rỡ. Nó có cái mầm non là nó chưa ra hoa. Thế là nó hết mầm non rồi nó ra hoa. Quá đẹp. À, vườn anh Điệp thì ở ngay ven đê sông Hồng. Cái trước mặt chúng ta là đang quay là cái vành 40 phát 70. Và cây mộc cái dáng cũng đẹp đây. À, thoát thân lên 70 cm. Vành sát mặt đất là 50 à? 40. 42. Rồi. Cây cũng già khổng. Và tôi đưa cái hình ảnh của các cây mộc để chúng ta tham khảo. Và các bạn mà yêu thích mà muốn giao lưu thì qua số điện thoại của anh Điệp đấy. Tôi đăng trên màn hình. Và trên cái dòng chữ giới thiệu tiêu đề cuốn video tôi cũng ghi luôn. Để chúng ta tiện việc giao dịch. Vâng, ở vị trí này tôi thấy anh Điệp thiết kế cặp mộc. Tầm này cũng là tầm trung rồi đấy. Cũng to, cũng khá to đấy. Mà đặc biệt nhất là ở cái trên phần tán anh ấy làm đối xứng nhau. Đó là một cặp ô. Đây. Đấy. Nổi lên trên cái nền tường về tôn phía bên kia màu đỏ. Nhìn cái ô đẹp không? Đấy. Thế còn bây giờ xuống dưới gốc nhá. Tôi sẽ chọn cây bên này. Đấy, hai cái ô được anh ấy trồng sát nhau. Chúng ta chơi cặp mộc ô mà hai bên của cái hòn non bộ hoặc là hai cái gian nhà, hai trái của cái nhà cổ gỗ năm gian ấy. Rất tuyệt vời. Cây này vanh sát mặt đất bao nhiêu? Hả? Khoảng 38 đi. 38 này thoát thân lên là 55 này. Đấy. Đấy là cái thông số nha. Thế còn anh có tính được cái chiều cao từ mặt đất này lên đến đỉnh của cái ô? Đỉnh lên ô khoảng tầm 2 mét. 2 mét lên đỉnh ô à? Từ mặt đất lên khoảng 2 mét. Ok rồi. Đấy, chúng ta quan sát cái tổng thể của một cái cặp mộc hình ô. Cái này được là mà cho đôi chậu sen là đẹp. Đây là mình đang ươm này, nhưng mà cho đôi chậu sen làm phong tán. Đưa lên đôi chậu đẹp nha. Đôi chậu sen là đẹp, nổ. Đây các bác nhìn cái ô đã làm phía trên này, tôi quay chỗ này nó xa để chúng ta nhìn rõ này, nó rất tròn trịa này. Đấy. Và bên này là một cây dáng rông thôi. Cái này thì thoát thân cũng khá đẹp. Vành 39 thoát 80, đóng lên 3 cành. Vành 39, điểm thoát được 80, đẹp quá nhỉ. Mà chiều cao của nó khoảng 4,5 m. 4,5 m chiều cao. Tổng cao. Tán quá đều. Dằm. Dằm một quê một ta nó như thế này mới sướng. Mà cái điểm thoát thân 80 cm. Chia thành 3 nhánh khá đều nhau. Đây. Đấy.
Vâng, hình ảnh cái vườn mộc của anh Điệp là hình ảnh của những vườn mộc tiêu biểu, những cái vườn mộc lớn của khu vực Phúc Thọ, Sơn Tây. Đây mới là một khu thôi. Như tôi được biết thì anh Điệp có nói chuyện là anh còn hai cái khu nhỏ nữa. Dồn vào thì số mộc cũng như thế này. Vậy là số lượng mộc chúng ta hình dung đây là anh sẽ phải có gấp đôi. Và đây đã cây này của anh. Ở đây nó để như là cái cối hay cái gì đây? Cái là cái sân của nhà người ta trước. Tức là bầu. họ trồng ở sân xong bắt đầu họ xây bầu. Vâng. Xây cái bồn. Đánh luôn cả bồn. Xây cái bồn là anh làm luôn cả cái bồn mà. Tôi mới nhìn tôi tưởng cái cối đá. Thế này nguyên chi cả cái bồn đánh luôn, bầu bầu đất luôn. Cái này là vành 38 phát 95. Già địa y. Rồi. Và cái cây bên này cũng là gốc cũng to đấy. Mà gốc ấy là 56. Ôi trời trời. Gốc mộc mà từ trên 50 trở lên là ác liệt rồi. 56 lên cây... 3 lên 3 thân. Cây này là 56 đây. Lên chia 3 nhánh này. Giả quá. Nói chung là đa số những cây mộc của vườn anh Điệp này thì là những cây có tuổi khá cao rồi. Mộc trắng như thế rồi. Vành 39. Qua đây 70. Vành cây này là 39 à? Vâng. Phát thân 70 cm. Thân bên đẹp. Không xẹo. Này à, 60. Vâng, đây này. Chùm hoa mộc này. Đấy, cho nên tôi bảo là chỉ độ 10 15 ngày nữa thì các bạn đứng ở trong cái vườn mộc của anh Điệp này thì sẽ thấy thơm kinh khủng. Và trên thân một màu trắng toát hết. Bóng cái này to, tròn. Đây vị trí này hai cây. Một cây đã nằm trên chậu sẵn. Nhưng cây này hình như anh Uấn dáng mộc thế phải. Bay về trước. Dáng siêu. Đúng là nó phải cong nằm một tí nữa. Đấy rồi. Bay về trước. Ok rồi. Cái này là vành gốc 50 phát 60. Vành gốc là 50. Cổ là 40. Này đang khỏe, đang ra mầm. Chót. Đợt này nó bắn lộc đẹp thế nhỉ? Vâng, nó mưa nhiều. Mưa nhiều nó đủ nước mà mát. Mát. Vâng, chúng ta nhìn qua cái quang cảnh vườn mộc của anh một chút nữa. Bây giờ tôi dừng cuốn video này. Anh Điệp sẽ giới thiệu tiếp với chúng ta một cuốn nữa ở khu vực khác, là khu hai vườn nhỏ nhỏ của anh. À dạ, cây này thân nó nuột nó thẳng thế nhỉ? Vâng, cái này vành 40 phát 70. Quá hay nhỉ. Cây này đẹp. Thân đẹp, nó nuột nà. Bây giờ đi ở dân mà tiền những cây này mua được cũng kinh lắm. Cạn kiệt rồi. Bây giờ hần nó đã hiếm rồi. Vâng. Mà thậm chí có còn tìm được đến thì giá nó cũng khá cao anh ạ. Vâng. Đây anh có cái đơn là đơn gì đây? Đơn Nhật. Đơn Nhật à? Cây hoa, cắt hoa. Ui dồi, đẹp thế. Bông nó to thế này, to như cái ba loa. Đơn, đơn nhận.
Vâng, thôi dừng cuốn này nhá. 20 phút rồi. Để chúng ta di chuyển đến một cái khu lô mộc nho nhỏ của anh Điệp để tham khảo một cuốn video tiếp theo nữa.